Chào mọi người, hiện tại tôi đang có mặt tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Và bây giờ đang khám phá món bánh canh Trảng Bàng. Rất là nổi tiếng ở huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Quen bánh canh. Cả nhà hôm nay gia đình mình đến bánh canh Trảng Bàng lần thứ 3 rồi. Hôm nay mình mấy năm rồi không được thưởng thức, hôm nay được thưởng thức. Đây là một đối tác của Đài Loan, ông là Trần Phong Nhật, đến đây để mà tham gia cái trận thi đấu câu cá. Mình mời khách đi hôm nay cùng Á Khôi, Thảo Nhung, Phát Hòa và đội thiệu một trong sức bảo hiểm. Tây Ninh. Hôm nay cả nhà đang ngồi đây để đợi mọi người đến cùng chung đi phát từ thiện và bảo hiểm. Rồi bây giờ cả đang nhà nhá. Chuẩn bị ăn. Live stream hả? Quay. Tự live stream. Bánh canh đây, bánh canh Trảng Bàng đây. Chú chèo. Đó là hấp dẫn. Hấp dẫn lắm. Cả nhà ơi. Xương này. Con xương này. Đây là chú chèo hay chú xương đây là cái gì rồng là vậy? Xương hay giò? Phải xương dân vậy là cho xương luôn nha em. Một tô xương nữa đi. Anh gì anh thứ? Gì cũng được hết. Cảnh tô bánh canh rất là hấp dẫn. Xin mời cả nhà thưởng thức ha. Mời cả nhà thưởng thức. Đây đặc sản là rau nè. Rau này ít. Rau. Cứ ăn tự nhiên đi, không có quay mặt. Tao lấy khẩu trang đeo cái. Ăn cho mở ra. Mở ra sơn kìa. Nổi hả? Ừ. Cái rau này ngon, rau gọi là rau rau giống như cái rau coca gì đó phải không? Không phải. Cái rau dừa gì đó? À, không phải. Cái rau gì? Rau này rau gì? Không phải rau dừa. Nghe nói nó giống cái rau coca gì đó. Nghe cái mùi giống coca, mình hay gọi là rau coca xá xị gì đó. Nghe cái mùi nó giống, còn cái tên là cái tên gì? Chồng mới sớm nó đi tội nghiệp quá. Ủa ai, anh chị đi sớm. Tự nhiên cái nói giờ người ta nói sớm. Đây. Mọi người xem người nước ngoài ăn nha. Có khác người Việt Nam không ạ? Người Đài Loan ăn có khác người Việt Nam không? Anh này là người Đài Loan, coi anh ăn bánh canh sao nha mọi người. Đi sư sư tự gà ạ. Đi sư sư bà. Còn chị này là người Việt mà chị nói tiếng Đài Loan dữ lắm. Coi qua hậu ăn có khác nè. Coi qua hậu ăn có khác gì không? Hôm nay đoàn mình đến thưởng thức món bánh canh Trảng Bàng đặc sản của Tây Ninh. Và bánh canh Hoàng Minh. Mình nhìn cái tô rất là hấp dẫn ha. Rồi mình chắc có khoảng mấy năm rồi không được ăn bánh canh thực sự là ở Trảng Bàng. Hôm nay mới thưởng thức nha. Rồi giờ ăn thử, giờ coi qua hậu ăn sao đây. Em muốn quay ăn luôn là chết rồi. Mọi người xem nhé. Rất là ngon nha mọi người. Thôi giờ tắt máy ăn nha mọi người.
Bây giờ mới thấy chị Thu Hằng xuất hiện đây. Bây giờ mọi người xem chị Thu Hằng ăn bánh canh có khác gì chị Thái Lan không? Ủa sao lấy thịt người ta? Em cho dĩa rau nè em ơi. Rau em ơi. Cho ly trà đá thêm em ơi. Cái này là đi đợi chờ ngồi trong một giấc cây dậy đói bụng. Uống thêm tô, ăn thêm tô bánh canh nữa. Xong rồi lại ăn thêm tô nữa là mấy người cũng chưa tới nữa. Nhìn thấy ngon không? Ngon chị Hằng? Thử đi, đợi. Tự nhiên, cứ tự nhiên. Mời cả nhà ăn nhé. Ăn xong rồi. Bây giờ uống nước nè. Ăn cà tô này mà không mực nội nữa đó. Rồi bây giờ mọi người coi chị Tân Hoa Hậu ăn như thế nào nha. Tại sao lại coi ăn như thế nào? Tại người ta chưa có biết. Hoa Hậu cũng biết ăn vậy. Đó, niêm đưa cho nó. Dạ, mời chị ăn. Rau ăn vậy đó. Dĩa rau hấp dẫn. Nãy giờ ăn 2 tô rồi đó, tới chừng. Ăn 2 tô mà ăn 3